tiếp tục với bài tập số 39 thì ở trong bài thân mình sẽ có cái dòng số 4 ha list number bằng list chuỗi 124 dòng số 5 là list number vị trí 0, phải list number vị trí 1 bằng 69 rồi dòng số 7 mình sẽ print ra cái list number này vậy tại cái dòng đầu tiên á thì khi mà mình sử dụng cái hàm list 4 này truyền vô thì nó sẽ khởi tạo cho mình một cái list có từng con số trong này là từng phần tử của cái list là chuỗi ha cái này là chuỗi nè sẽ tạo ra là số 1 là chuỗi số 2 là chuỗi số 3 là chuỗi số 4 là chuỗi sau đó tại list number vị trí là 0 và 1 mà sẽ nhận hai con số là 6 và 9 vậy kết quả cuối cùng của chương trình này khi thực thi xong đó, thì nó sẽ tạo ra là 6,9 là hai con số và 3 và 4 này chính là hai cái con số ở dạng chuỗi ha cuối cùng nó sẽ là một cái lít ban đầu thôi vậy lít cuối cùng là 6934 rồi hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp